Thôi chào các bạn, bữa nay mình có một chiếc custom Convette mới về đây. Điều này cũng giống như là những cái chiếc Red Light Club khác thôi. Nó được đựng trong cái Rotec card Mister. Cái này mình bị bể rồi, không sao hết. Đó, trên đây có cái chữ là Stingray, Convette Stingray. Chiếc này được sản xuất là 25.000 chiếc. Rồi, khui thôi. Như thường lệ. Rồi, rớt luôn. Sao? Đây. Mở vô là nó có dấu vân tay. Rồi, thiết kế màu đen, viền đỏ. Hình trước là không có đèn đóm gì hết. Có nguyên cái lưới tản nhiệt lớn. Bánh deadline bình thường. Phía sau là có đèn. Thêm cái chữ viết tắt của Stingray. Đây nằm đây. Rồi, nội thất màu đen. Đặc biệt là cái vô lăng màu đỏ nha các bạn. Đây cái bộ mở lên. Để nguyên bộ máy luôn. Cái máy này là cái máy đời cổ á, có nguyên cái nồi áp suất trên đây nè. Đó. Em này là vài năm trước là nó có chiếc màu hồng trong convention. Gầm đây custom convert. Rồi đây là màu màu đen nhưng mà nó ra xanh xanh lên xanh nha, chứ không đen hẳn. Khi nhìn cái hướng này thì nó màu xanh, nhìn qua bên đây nó màu đen. Này phải ra nắng ấy, mới nhìn thấy đó. Đây bộ cái logo logo Lacquer đây. Rồi những năm trước chúng ta có chiếc custom Camaro thì nó cũng thiết kế giống vậy luôn, cũng là chỉ là màu xanh đen rồi cái nó viền đỏ này, nó viền đỏ đây, mở capo đó. Thấy hai màu nó hơi khác khác nha. Hai màu khác nhau. Đó. Đặc biệt là cái này là nội thất đỏ. Vô lăng đen. Cái này nội thất đen. Vô lăng đỏ. Nào. Hai chiếc đều tương đối giống nhau về thiết kế, màu sắc. Rồi cái bánh xe cũng vậy. Rồi thêm cái phần men cá này. Thì đây nó thay thế bằng cái bồ. Riêng chiếc custom Camaro này nó có phần nhúng luôn. Chiếc này không có nhúng. Có luôn các bạn. Nhưng mà nó không có cái phần nhúng này. Nhưng mà nó không có hiệu quả. Ai mà có chiếc này khui ra thử. Để xem nó như thế nào. Rồi. Đây là bộ đôi xe custom Camaro. Custom Convette. Và cảm ơn các bạn đã xem.